Ê, mến chào tất cả quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em có về một số mai tứ quý và bông giấy ha. Hai cây tứ quý tàn, hai cây phôi và hai cây bông giấy với lại một cây mai vàng. Số điện thoại của em là 033 488 1844, cũng là số Zalo của em nha bà con. Ê, em tên 10 ha. Trước tiên em vô cây số 1 là cây mai vàng nha bà con. À, em quay một vòng cho bà con xem. Cây đế khá là ok. Tay cành thì lắc lượng nha anh em, lực ha. Thân lắc luôn. Cây em bao sống khỏe nha bà con. Rồi, chiều cao em nói là 80 90. Chiều cao là 90. Quỳnh thân em đo hai vị trí nha. Đây là 50 đến 49 nha. Em đo chỉ là khảo sát thôi nha bà con. Đó, chỗ này nở xuống đây là 61 nè. Nhưng mà quỳnh 5 đến 49 ha. Rồi, cái củ đặc nó là 85. Đường kính bầu là 57. Tay cành lực nha nè. 27. Rồi, em quay một vòng nữa rồi em báo giá cho con xem bộ đế này kia ha. Cây đế khá đều nha bà con. Đế có củ luôn. Chực lắc luôn, tay cành đều hết, múa luôn. Rồi cây mai vàng mã cây này không thấy mặt bông bông ha, nhưng mà chủ nhà nói là bông đẹp nhưng mà mình thấy là nụ rất là nhiều, cứng luôn. Rồi cây mai vàng mã số 1 em giao lưu quý bà con giá là 8.500.000, phí ship là em bao 200 km nha bà con. Lô này nặng nặng không à, em bao 200 cây ha. Rồi đổi phôi. Rồi tiếp theo là mã số 2 là một cây bông giấy Mỹ, hoa giấy Mỹ nha anh em. Cây này nằm chậu á, bể chậu luôn. Cây em bao là không mục, không bọng gì hết ha. Cây nào có mục có bọng là em báo liền. Đó, nó nằm trong cái chậu cứng ngắc luôn. Mặt này là nó cứng luôn nha. Chực lắc luôn, thân nó lắc lượng luôn, múa máy luôn. Hoa giấy Mỹ. Em có làm chày chỗ này chút xíu nha anh em. Tay cành là đều hết tứ diện luôn. Chủ nhà người ta cũng chơi á, rồi mình cắt lại. Sẵn hảo chiều cao luôn à. Chiều cao là 113. Đó, Quỳnh Thăng đo cái đây đi. 35. Chứ giờ cây này đâu có tính thân bọng gì nổi nữa. Quan trọng là cũ ha. Cũ à. Rồi cũ đi tính 87 đi. Trên đây là bự hơn nữa đó. Thôi. Nó có làm chạy lỗ. Đây. Bằng ngón tay em ha, chút xíu ngoài da thôi. Xíu xử lý keo cho bà con ha. Quay xong mình xử lý. Đây cái cũ nó xuống đây là 26 nè. Còn dưới đây nữa nha. Thân thì lắc lượng luôn nha, bà con. Rồi cây mã số 2 là cây hoa giấy Mỹ, em giao lưu quý bà con giá là 6.500.000, em bao phí ship toàn quốc cây này. Rồi đổi phôi. Rồi tiếp theo là mã số 3 là cây hoa giấy Mỹ dáng ba nha bà con. Cái củ nó như cái thùng bê vậy. Tính lấy cái dùm dòm lấy cái thùng so sánh cho bà con xem. Để cái mình lên rồi. Hải hùng luôn em ơi. Nè. Cây nghệ thật luôn ha. Dán bay. Cây này có khuyết điểm nhẹ tí à. Hồi em chỉ cho. Cây tròn trịa hết trơn nha anh em. Dàn đế là không hư không gì hết nha.
chiều cao đây là 79. Cái cành bay nó là 68. Cây rất lực ha. Chắc hơn. Chắc cú 100%. Đo cái hoành cho khảo sát. Em đo hào hào ha. 73. Cũ ngay vị trí này. Tính 100 thôi. Cho nó tới 100 mấy rồi. Em kiếm chỗ nào hơi nhỏ nhỏ em đo đó. Đặt sạch luôn. Đây cây nó có lỗi chỗ này nha anh em. Nó vẫn xanh bình thường. Cái này là dính với cây này không có bị gì hết. Còn ở đây là nó bị một chút xíu cái lỗ bằng ngón tay út em nè. Thấy không? Đây em vào cho anh em xem. Vẫn xanh em nhìn gì thì tưởng là hư không phải hư nha. Đây. Đó nó chỉ có lớp ngoài chút xíu này thôi. Dưới đây. Đó. Nhưng mà thân nạc phải không? Thân nạc. Cây này nói chung là đau ổng. 95% là đạt chuẩn rồi. Chỉ có cái lỗ nhỏ đây thôi. Nhưng mà nó quá đá nó vẫn xanh kéo da xanh lên luôn. Rồi anh em xem kỹ kỹ giùm em ha. Cây em bán trên hình ảnh nha anh em. Có sao em nói vậy. Nếu không đúng thì em bao với anh em trả về. Rồi cây hoa giấy Mỹ mã số 3 này em xin vô lưu quý bà con. Giá là 19 triệu. Em bao phí ship là 200 km nha bà con. Đó. Thôi hoa giấy em bao toàn quốc luôn đó. Rồi đổi thôi. Rồi tiếp theo là mã số 4. Là cây mai tứ quý nha bà con. Cây bộ đế rất khủng nha. Thân nó chi cành rất đều. Đây có nhánh tử đây em cắt. Làm cái chi luôn. Nên bẻ ra làm chi tử. Cây bóp giót đây còn 10. Chừng 12, 11 rồi. Hải hùng nha bà con. Đế là 24 giờ luôn. Để sổ ra xuống cỡ 1 gan. Cây rất già cây. Chiều cao em nói là 127. Hoành thân là 52. Đo nở xuống là bự lắm nha bà con. Em đo hào hào củ đặt dưới đây đi. Phỏng phỏng nha. Là 63. Đó. Đó chỉ là khảo sát thôi nha. Cục gạch này là chủ nhà ta trồng sao nó nằm trống luôn. Giờ nếu mình khử ra để mắc lỗ đất. Để nguyên. Vậy anh em khi nào mà mình trồng á mình hãy khử. Rồi đường kính bèo bầu là 72 á. Cây bộ đế rất khủng nha bà con. Bộ đế này khoảng 200 á. Bộ ghiên luôn. Cây rất già cây ha. Tai chi nó đầy đủ. Chung em bán cây em nói mau lẹ không có nói dài dòng lâu nha anh em. Rồi cây tứ quý mã số 4 này em xin giao lưu quý bà con giá là 13 triệu. Phí ship 200 cây số nha bà con. Mai này bầu đất nó nặng lắm. Đập sạch luôn nha bà con. Cứng luôn. Rồi đổi thôi. Rồi tiếp theo là mã số 5. Là một cây tứ quý bộ đế khủng nha bà con. Tay cành đều hết luôn. Tay cành lực luôn nha bà con. Chiều cao em nói là 1m8. 1m8 chiều cao. Rồi đo thân cho gọi luôn. Hoành thân là 48. Rồi. Đế thì thôi khỏi nói à. Nó sổ cứng hết trơn nha anh em. Này nó trồng xưa trong cái lưu với cái học gì đó. Này còn dính gạch vô nữa nè. Bành luôn. Nó hơn sắp nữa. Nó về nó cứng hết trơn luôn. Mặt nào như mặt nấy ha. Biết lâu mới bứng được cây tứ quý quá trời bồ đế.
em đo cái củ nạc nó cho bà con xem. Đặt luôn nha. Rồi 170 thôi, chứ 180 đó, tính 170 thôi. Đặt luôn nha anh em. Em đo cái độ sổ nó 30. Đường kính cái bầu này là 80. Cây gắt khủng nha bà con. Tứ quý mà hàng 48 hoành thì 748 thì nó có, giờ nó cũng hiếm hiếm lại à. Thêm cái bộ đế nữa. Anh em xem nhìn kỹ cây giùm em ha. Cái này là xưa nó hai thân, em phá bỏ nó làm một cái chi ra đây, như là chi tử vậy đó. Cây cũng cắt khéo nha. Tay cành đều hết luôn. Cây gắt già cây à. Rồi cây mã số 5 là cây mai tứ quý. Em xin vô lưu quý bà con giá là 19 triệu. Phí ship bao 200 cây số nha bà con. Đây, em ôm cho bà con xem. Rất là khủng luôn. Rồi, đổi thôi. Rồi, tiếp theo là cây mã số 6 là cây tứ quý tàn nha anh em. Cây này tàn cũng tròn quay ha. Có chỗ này nó hơi gập á. Về mình sạc nhẹ ra cái nó tròn đều luôn. Rồi quay cái bộ tàn cho anh em xem. Cây này một thân một cốt nha. Bộ đế cũng khá là ok ha. Rồi được. Rồi đó, coi bộ đế cho anh em xem. Cây này em nó tầm khoảng cỡ 2,5 m ăn lên nha bà con, em báo 2,5 m thôi chiều cao. Rồi tán ngang em báo 2 m thôi, chung nó dư hết trơn à. Cây này tán ngang có 2,5 m á. Ừ, 2,5 m đi. Một cốt chứ, dót lên luôn. Cây tay cành cũng đều ha. Chung bứng tàn mình chỉ khai thác bộ đế vậy thôi cho anh em xem được rồi. Tay cành cũng lực nha. Hoành đế luôn. Rồi, đo cái hoành trước cho anh em xem rồi hết. Quay vòng bộ đế nha. Tính 41 nha bà con. Hoành thân. Đường kính bầu cái này em bứng là 80 ha. Quay cái nồi đế đó, đặt cho anh em xem nè. Đó. Nồi đặt nha. Cái này nó nhóm xuống một gang em nè nha. 170 nè. Tính 170 thôi. 88 tính 170 thôi. Đế là đều hết luôn nha nè. Cây này khử ra ở dưới một đống ở dưới á. Nói chung mình bứng cây tàn rồi mình khai thác như vậy dạ dạ cho anh em xem gì được rồi. Cây bứng về tươi tỉnh mạnh khỏe nha. Rồi cây mã số 6 này em xin vô lưu quý bà con giá là 11 triệu. Em bao phí ship 200 km nha. Anh em nào chốt được cặp thì em đi xe tải giao đầy đủ anh em ha. Chung cây phôi thì nó không có giá trị bằng cây tàn. Nên em để cây tàn em bán giá cũng mềm cho anh em sẽ chơi nha. Rồi tiếp theo là mã số 7 là cây tứ quý tàn đó nha anh em. Cây này tàn lớn nha. Cây này củ đế rất khủng á. Này. Cây này em báo phong phỏng như dư cho bà con xơi ha. Rồi cây này em báo chiều cao cho bà con mình là khoảng 3,2 m thôi. Nó tầm khoảng 3,5 m á. Chiều cao. Rồi tán ngang em tính bà con 3 m thôi. Cái chinh trên lệch một tí xíu không quan trọng. Cái này tàn tròn nha.
chỗ này nó hẹp quá. Quay vòng cho anh em xem được à. Nói chung nó tròn quay hả. Cây này nó ngay một cốt lên hai thân, nhưng mà rất khéo nha, dàn xương cũng dày hết. Cây này bộ đế khủng á. Cây tàn mà mình mới khai thác đế như vậy là dưới nó dữ lắm. Cây này quành to á. Rồi 47, em đo trên cọng gỉ treo nha anh em. 47. Em đo chùm luôn cọng gỉ treo là 52. Em khảo sát nha. Rồi, tổng cái nồi đế này tính 150 thôi. Nó nổi trên luôn. Củ nở nha anh em, nở giót ra nha. Rồi, để cứng đỏ dưới chân. Đường kính bầu của cây này là 80 luôn. Cây này thoát thân tới chi cành trên đây nha. Đóng chi cành đó là nó 80. Còn một cốt nạc của nó đây là 15. Rồi em báo lại nha, tán ngang 3 m, chiều cao là tầm khoảng 3,2 m đến 3,5 m. Rồi cây mã số 7 này em xin vô lưu quý bà con, giá là 10 triệu bao phí ship toàn quốc nha. Nếu mà anh em nào chốt một cặp á thì em để chẳng là 20 triệu, em bao phí ship tới chỗ luôn, 300 cây số. Rồi cây này cây khí gân em quay 2 clip, bể gạch 2 clip. Clip này em quay lại em bán giá rẻ hữu nghị chơi luôn nha. Đế thì quá trời rồi, bóng đế. Rồi chiều cao là 84. Quành thân là 58. Đường kính bầu là 55. Rồi cây khí găng này giá mau lẹ với bà con mình luôn. Mã số 8 đi là 3 triệu. Phí ship bao toàn quốc nha bà con. 3 triệu luôn rồi. 3 triệu, bán giá hữu nghị luôn. Lỗ cũng bán nó bể gạch 2 lần rồi. Rồi cuối clip em cũng xin cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian qua. Rồi số điện thoại của em là 033 488 1844, cũng là số Zalo của em ha. Rồi mến chào, hẹn gặp lại bà con.